Buffet là gì vậy cô? Con không biết buffet là gì hả? Dạ. Buffet mà mày còn không biết nữa hả? Đúng là đồ nhà quê. Vậy mày ăn búp bê bao giờ chưa? Dạ chưa. Nó tưởng là búp bê là có thiệt. Con này, lan đi nó nhiều quá vậy. Sao đánh em? Thôi, ăn cơm đây. Nè, con chưa biết buffet là gì hả? Dạ chưa. Buffet có nghĩa là con đi vô trong cái nhà hàng đó, người ta sẽ bày quá trời món ăn ở trên bàn luôn. Con tha hồ mà ăn, ăn bao nhiêu cũng được hết á. Dạ, dạ, ăn bao nhiêu cũng được hả cô? Chỉ cần con mua một vé vô cửa thôi là con ăn no bể bụng luôn. Khi nào con không muốn ăn nữa thì thôi. Ăn cho tới khi nào no bể bụng luôn á cô? Ừ. Vậy là con ăn đã hơn cả siêu thị nữa. Siêu thị thì sao đã bằng. Con ăn buffet đó ha, đã hơn siêu thị gấp trăm gấp ngàn lần luôn. Dạ, ăn gấp trăm ngàn lần siêu thị luôn á. Buffet. Chị ơi chị. Chị cho em đi ăn buffet đi chị. Ăn cái đó mắc tiền lắm. Bây giờ chị đâu có tiền đâu. Khi nào mình dư á thì chị dẫn em đi ha. Nếu như tới đó hả, em sẽ ăn thiệt nhiều để bể bụng luôn. Có khi mà nguyên quán để khỏi bị lỗ. Thì chị cũng biết là nếu như mà được đi ăn á thì em sẽ ăn cho thiệt là nhiều để không bị lỗ. Nhưng mà lúc này á thì mình hơi khó khăn một chút. Buffet, chắc bà mơ ước cả đời em quá. Buffet ơi. Chị á, chị á, chị. Gì vậy? Chị qua đây nói nè. Em lại được 10 điểm nữa nè. Wow, em chị giỏi quá à. Chắc là đứng nhất lớp nữa rồi đúng không? Không có đâu, nhưng mà hình như là vậy đó. Rồi, vậy bây giờ Tâm Anh thích ăn cái gì nhất? Chị sẽ nấu một món thiệt là ngon cho Tâm Anh. Món gì hả? Nhiều món em nghĩ không được ta. Chị đếm từ 1 tới 3. Nếu như mà suy nghĩ không ra thì khỏi ăn nha. Mở chăn hăn dịch. Làm gì? Em làm bài kiểm tra tốt không? Chuyện của tôi á thì liên quan gì tới chị? Chị làm chị bị không điểm đó. Gì? Nói tao không điểm hả? Ừ đúng đó, tao bị không điểm. Mày không có điểm không như tao thì tức hả? Cái gì? Con mới nói là con bị không điểm đó hả làm chi? Được điểm. Hay quá ha. Không điểm rồi mà còn la làng lên cho người ta nghe nữa hả? Tại con chỉ muốn để dành chút xám thôi cho bộ. Im đi. Còn Tâm Anh, bên đây con được bao nhiêu điểm vậy? Con được 10 điểm á cô. Thiệt hả? Nè, hôm trước cô có hứa với con đúng không? Khi nào mà con được 10 điểm á là cô sẽ thưởng. Bên đây con muốn là cô thưởng cho con cái gì? Dạ thôi cô, không cần đâu cô. Có gì đâu, cô đã hứa với nó rồi là cô phải thưởng chứ. Con thích cái gì nè? Dạ. Con làm cái gì đó? Đâu làm gì đâu, nãy giờ ấy. Con này hư quá đi à. Nãy giờ con đứng yên chứ bộ. Trả treo nữa hả? Im đi cho mẹ. Nhưng mà tại sao mẹ lại thưởng cho nó? Im. Nè, mặc kệ đó đi. Con thích cái gì? Nói đi cô thưởng cho. Con. Con thích cái gì? Nói đi cô thưởng cho. Dạ, con muốn một lần đi ăn buffet cho thiệt đã. Tâm Anh à, mình buffet cho thiệt đã. Con chết với mẹ nghe chưa? Nè, không có gì sợ đó. Con thích đi ăn buffet đúng không? Dạ. Dễ hẹp thôi. Ngày mai á, cô dẫn con đi ăn nha. Thì hả cô? Cô sẽ cho con đi hả? Ừ. Ngày mai cô dắt con đi. Dạ. Lan Chi. Mình cảm ơn cô. Lan Chi. Yeah, mình sẽ được đi ăn buffet. Yeah. Em vừa tới vậy luôn đó hả? Dạ đúng rồi đó chị. Vừa đến nỗi muốn khoét cho nhà bay cho tới mấy xanh luôn. Yeah. Được rồi. Sao em không ngủ đi? Cười hoài vậy? Em không ngủ được.
em thích ăn buffet tới vậy luôn á hả? Dạ đúng rồi, ăn buffet ai mà chả thích chị. À, mà em vẫn thích chị đi hơn à. Thôi, chị không đi tới chỗ đó được đâu. Sao vậy? Tại chị không thích mấy chỗ đông người. Sao lại không thích chứ? Đi ăn buffet vậy rồi mà còn không thích. Hay em gói mang gì cho chị nha. Ừ, thôi, người ta không cho làm vậy đâu. Với lại đó là phần thưởng của em mà. Cho nên là em cứ đi đi, rồi ăn cho thiệt là đã. Nhưng mà nhớ là đừng có làm cái gì cho cô phải khó xử nha. Dạ, em biết rồi. Nhưng mà em vẫn thích có chị đi hơn à. Chị biết rồi. Thôi bây giờ đi ngủ đi. Ngủ rồi mai mới có sức ăn cho thiệt là nhiều. Dạ. Chị đã nói là ngủ đi mà. Sao cười hoài vậy? Em không nhịn được. Em mắc cười quá. Như có ai chọc lét vậy á. Ngày mai mình ăn món gì đi ta? Chào quý khách. À, chào chị. Tôi có đặt chỗ ở đây rồi, ba người, một người lớn với lại hai trẻ em, tôi tên Hoa. Dạ. À, tôi quên nữa. Tôi dự định là đặt tiệc mừng thọ ở đây, chị chỉ chỗ giùm tôi với nha. Dạ, mời chị qua phòng đặt tiệc bên đây ạ. Cảm ơn chị. Nè hai đứa, nhà hàng là mé bên kia đó, hai đứa vô chọn thức ăn nha. Mẹ đi công chuyện một lát mẹ quay lại. Dạ. Nhỏ này kém sang. Đồ nhà quê. Lam Chi ơi, cái chị lấy thức ăn này mình lấy ở đâu vậy? Bộ đuôi hả, bên kia kìa. Cảm ơn bạn nhiều nha. À, Lam Chi nè, có thiệt là mình sẽ được ăn thỏa thích tất cả các món ăn ở đây đúng không? Tới chuyện này mày cũng phải hỏi tao sao vậy Tâm Anh? Hả? Đúng, mày giỏng tay lên nghe cho rõ. Chị được lấy thức ăn đúng một lần trên cái dĩa này nha. Nhắc lại, đúng một lần thôi nha. Sao chứ? Chị đúng một lần hả? Chứ bộ mày tưởng lấy hoài được hay sao? Đúng là đồ ngu như phò. Hôm qua nghe cô nói là được ăn thoải mái mà. Lỗ tai mày bị điếc rồi đó. Đi khám lại đi nha. Sao chị được lấy có một lần thôi vậy? Như vậy là chị ơi, em không được ăn thoải mái như mơ ước rồi. Làm sao có thể mang về cho chị được đây? Mình đã tới tận đây rồi mà. Chị ơi, em chỉ được ăn một lần thôi. Phải làm sao đây? Sao mày còn đứng đây? Lình cờn. Đúng rồi, mình đã có cách để chỉ ăn một lần thôi. Được, mình sẽ chọn món này. Nếu chỉ được lấy một lần thôi, chị ơi, em sẽ ăn một lần thật chất lượng để sau này không phải hối tiếc. Làm chi? Dạ. Tâm Anh đâu rồi con? Con không biết nữa. Nó có đứa nằm nở ngó ngó mà không chịu lấy ăn. Nước sôi, nước sôi, nước sôi. Nhìn nước sôi, nước sôi. Nặng quá à. Nước sôi, nước sôi. Nước sôi, nước sôi. Mày bị điên à hả? Tâm Anh, sao con lấy đồ ăn gì mà nhiều dữ vậy? Dạ, con nghe nói chỉ được lấy đúng một lần mà cô, cho nên con phải làm vậy mới được. Con chúc cô, mình chúc Lam Chi ăn ngon miệng nha.
Ủa, Qua. Cô Qua. Ba nói là ba đi tới bệnh viện mà. Hôm nay là sinh nhật của con đó ba. Cái gì? Sinh nhật hả? Bữa nay là sinh nhật của Qua à? Lạ thiệt ha. Nhà hàng bữa nay có phục vụ thêm món mỗi người nữa hả ba? À, không không con à. Chuyện là như thế này. Đi qua chỗ khác ăn. Qua. Ba chờ cho chút xíu. Sorry sorry. Qua. 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 Nghe ba nói nè. Ba nhớ chứ, ba nhớ sinh nhật của con. Nhưng mà tại vì ba nghĩ là thằng Ngọc nó sẽ về sớm và nó đi với con. Ba vô đó ăn với cô hiệu phó của ba đi ba. Trời thôi mà, quá. Nghe ba nói, nghe ba nói. Ba, con nói là ba đi vô ăn với cô hiệu phó của ba đi. Con đâu có cần ba tổ chức sinh nhật gì cho con đâu. Ba đi vô đi. Qua, qua. Tại vì ba nghĩ một cái chuyện hết sức đơn giản là con không thích tổ chức sinh nhật thế thôi. Ba, trên đời này không ai mà không muốn tổ chức sinh nhật hết á. Từ nhỏ tới bây giờ ba lúc nào cũng nói là ba bận rộn hết. Mẹ con thì bệnh, thằng em vô tâm thì khỏi nói tới đi. Vậy thì ai, ai tổ chức sinh nhật cho con? Từ nhỏ tới bây giờ có bao giờ ba mua cho con một món quà sinh nhật nào chưa ba? Con gái ba thích cái gì ba có biết hay không? Ba không biết đâu đúng không ba? Ba xin lỗi. Ba không cần xin lỗi con đâu. Ba cứ sống vô tư giống như ba đó giờ là được rồi. Không tổ chức sinh nhật thôi mà, con đâu có chết. Bao nhiêu năm nay rồi, con quen rồi ba. Hai đứa đi. Nghe ba nói mà. Qua. Vô đi. Ba, vợ con nó còn giận hả? Dạ cũng vậy rồi ba. Mà ba kêu có chuyện gì ba? Giờ vậy đi, con phải giúp ba tổ chức một cái sự kiện thật sốc. Hả? Lại sốc được hả ba? Vợ con muốn vợ con nó vui không? Thì con phải ráng chứ, hiểu không? Trời đất ơi, nhà cửa bữa nay làm gì mà tôi thua vậy? Cả nhà ơi, Tâm Mỹ ơi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ngay bây giờ đây, buổi tiệc mừng sinh nhật của chị Thám Hoa xin phép được bắt đầu. Bà xã, thổi nến đi, cầu nguyện cái đã. Dạ, bây giờ ba là người đại diện gia đình, sẽ có lời muốn nói với chị. Con gái yêu quý của ba, trước đây á, vì nhiều lý do khác nhau, giờ vì quá bận rộn nên ba không quan tâm chăm sóc được cho con. Ba thấy mình rất có lỗi với con. Và hôm nay ba muốn bù đắp một phần cho con. Sinh nhật này sẽ là một cái sinh nhật đặc biệt nhất từ trước tới giờ. Ba mong con đón nhận nó. Ba chúc con sinh nhật vui vẻ. Ba. Đó là những lời nói thật lòng của ông Đỗ Tú Tài dành cho cô con gái của mình là Đỗ Thắng Hoa. Xin một người cho một tràng pháo tay đi ạ. Thưa bà xã, bao lâu rồi cả nhà mới làm sinh nhật cho em? Cũng lâu lắm rồi phải không? Chính vì lâu lắm rồi cho nên hôm nay cả nhà đặc biệt tổ chức cho em một buổi sinh nhật thật là hoành tráng và đầy bất ngờ. Đó là anh đã mời một đoàn xiếc thú về đây để phục vụ chung vui. Xin mời đoàn thú.